Nếu chúng ta là con người thì có thể ngăn cản sự giết chóc vô cùng tận không? Nếu chúng ta là con người thì có thể sinh tồn tốt hơn không? Thế giới loài người rốt cuộc là thế nào? Ký sinh đoạt mệnh. Mới tới lần đầu à, Lý Dũng Cường? Đang ăn cơm đó, nói mấy chuyện đó hù ai thế? Đồ đa lắm quái vật thế. Các em, yên lặng nào. Mai là tới Viện Nghiên cứu Đại học Y Trung Hoa Nam Thái Bình Dương. Các em phải tận dụng cơ hội này, xây dựng nền tảng vững chắc cho việc tốt nghiệp. Thầy cũng, lúc trước họ nói về chuyện Viện Nghiên cứu Đại học Y, rốt cuộc có phải thật không? Chuyện gì? Em nói ra xem. Là thế này. Em nghe đàn anh đàn chị nói, Viện Nghiên cứu Đại học Y Trung Hoa nằm trên một đảo nhỏ ở Nam Thái Bình Dương. Ở đó rừng rậm sum suê. Viện Nghiên cứu Hợp tác Đại học Y Trung Hoa Nam Thái Bình Dương sản vật phong phú, cách biệt với đời, là thiên đường chốn nhân gian. Nhưng một nơi như thế thường xuất hiện quái vật. Chúng sẽ ký sinh lên cơ thể người. Mọi người trên đó làm gì thế? Treo cái băng rôn thôi cũng không xong. Qua phải tí. Tôi nói bên phải không phải là bên trái. Gì cơ? Bên phải. Nhích qua kia tí. Mai là người của Đại học Y Trung Hoa tới. Mình phải tiếp đón thật tốt. Mọi người tranh thủ treo xong băng rôn, rồi lát tới văn phòng tìm tôi. Tôi thấy cậu trông khá giống quái vật bạch tuộc. Xích. Phải nói chứ. Không chừng thứ này nằm trong số chúng ta. Được rồi, đừng nói nhăng nói cụ nữa. Học kỳ này tốt nghiệp là các em sẽ thành bác sĩ thực thụ. Sau này các em phải luôn nhớ kỹ lời thề của mình. Nào, gửi gắm sức khỏe. Gửi gắm sức khỏe. Giao phó tính mạng. Nhà khoa học thám hiểm vùng biển sâu Nam Thái Bình Dương phát hiện ra hơn 30 loài sinh vật biển sâu mới, bao gồm những loài động vật thân lỗ, thân mềm, giáp xác và chân tơ hoàn toàn mới. Một trong số những loài sinh vật mới này có thói quen hành vi giống như loài sống theo cá thể. Nhưng thực chất, hai cá thể gắn kết với nhau và không thể sinh tồn độc lập.
Các em, một tiếng nữa là đến nơi. Lát nữa, sống trong núi yếu. Tới nơi, các em nhớ gửi tin nhắn, báo bình an với người nhà. Dạ được. Lý Phụ Phi, cậu nghe đi, lát tôi qua chụp, khỏi. Tô Na bắt máy đi. Đi. Vali cậu nặng quá đi mất. Khung cảnh đẹp đó, đựng bao nhiêu thứ thế này. Mệt chết mất, Hiểu Đan đi trước nha. Sinh viên đến đủ rồi à? Đến rồi, danh sách đây. Cậu xem đi. Này là phong cách của cậu ấy nhỉ? Ừ. Nhát thế. Đồ giả mà cậu cũng sợ chết khiếp thế này. Có đến nỗi vậy không? Xem ra câu chuyện tối qua, anh đảm bảo ngắm vào đầu cậu rồi không đi nữa. Đây là tiêu bản tôi mới làm. Bằng chất hút nước, công thức đề xài cho ngành thân mềm là số dách. Không được nhìn, sao? Đỉnh chứ. Lý Dũng Cường, cậu giỏi ghê. Các bạn nam qua đây. Các bạn nữ, theo tôi. Mình đối chiếu lại. Được. Nam sinh này là Lisa. Xin lỗi. Coi tôi kìa. Không thấy cô. Không sao. Một năm rồi không gặp thầy cũng. Anh lại trẻ ra rồi. Đâu có. Là cô ngày càng đẹp. Cảm ơn. Thầy cũng. À, kiểm xong danh sách chưa? Yên tâm, xong cả rồi. Phải giữ kỹ đó. Vậy phải nộp trường lưu trữ nữa. Không phải chứ. Tôi chung phòng với cậu à? Tránh ra. Xin lỗi. Cậu cũng mê tiểu thuyết thần thoại sao? Bạn à, cậu là... Tôi là Trần Linh, chuyển từ khoa hóa sang. Lần này chung phòng với các cậu. Tôi đâu có nghe nói có sinh viên chuyển khoa. Khai giảng mới chính thức chuyển qua khoa cậu. Bây giờ chỉ mượn dịp tới học ké thôi. Chào mừng cậu, tôi tên là Tô Na, phụ trách tuyên truyền cho khoa y. Trương Hướng Dương, cô làm gì ở đây vậy? Không làm gì, tôi dạo quanh thôi. Sao vậy? Tay cậu giấu gì thế kia? Không, Trương Hướng Dương. Lý Vũ Phi đâu? Lý Vũ Phi không đi với cậu sao? Không, phải cô tìm anh ấy phụ tôi đi. Được, cảm ơn nhé. Lý Vũ Phi, Tô Na tìm cậu. Giữ mồm giữ miệng vào. Đừng có nói bậy bạ.
Lý Vũ Phi, anh được đó. Lần trước anh nói thế nào? Là cô ấy thôi mà, cần làm quá thế không? Đừng tưởng em không biết chuyện anh ở karaoke tuần trước. Em vừa đi, anh đã dẫn một cô gái về nhà. Sao? Cô đó hơn cô kia nhiều hả? Mua túi được chưa? Đó là một chuyện à? Nói đi, em muốn kiểu túi nào? Trai điểu như Lý Vũ Phi, có gì đâu mà thích. Theo tôi thấy, cậu ta nên bị đào thải hoặc cho tiến hóa. Chưa chắc. Có lẽ cô ấy chỉ là không thích hoặc không hợp. Cậu thích cậu ta sao? Không có nhé. Vậy cậu căng thẳng gì? Còn bên cậu ta nữa. Giờ cậu nói thật, tôi hứa không nói với ai. Không có. Tôi nói đại thôi. Giải thích là bao biện. Cậu không thừa nhận, tôi cũng không ép. Đọc gì thế? Lại quyển sách này à? Thật ra tôi thấy cậu rất khác biệt. Nhìn có vẻ bất cần. Thế nhưng cậu nghĩ vậy thật sao? Hai người nói gì thế? Sao tôi vừa vào lại ngưng rồi? Không có gì. Sao cậu cãi cọ thế? Nói cậu nghe, đôi khi cãi nhau là chuyện tốt. Đàn ông như Lý Vũ Phi phải thường bóng gió một chút. Nửa đêm mà cậu đi đâu thế? Lên cơn gì đấy? Đã lấy được danh sách. Giờ mẹ con rất yếu, không thể bại lộ được. Để được tiếp tục sinh tồn, phải giúp mẹ hòa nhập thế giới loài người. Trần L quét sạch mọi nguy hiểm cho mẹ. Cậu nhìn gì đó? Đi thôi, tới lớp giải phẫu nào. Đi thôi. Đi nào. Lời tối qua Tuna nói, cậu đừng để bụng. Kiểu công chúa nhỏ như cậu ấy hay thích thể hiện, chỉ muốn được mọi người quan tâm. Tôi nghĩ, thật ra cậu ấy không có ý gì. Tôi thật sự không quan tâm cậu ta. Vậy thì tốt. Cậu như thế thì có thể làm chính mình, muốn làm gì thì làm đó. Tôi không kết bạn, chỉ vì kết bạn quá phiền phức. Phiền phức chỗ nào? Ví dụ như cậu rất phiền phức. Đừng theo tôi nữa có được không? Thí nghiệm hôm nay xong rồi. Phải tiếp theo. Các em có thể. Thầy ơi, thầy xem đây là gì? Tối qua vẫn còn là râu bạch tuộc bé tí, mà mới một đêm đã to thế này. Trông như sinh vật ký sinh dưới biển sâu. Khá giống với lá cắt từ mẫu nội tạng bạch tuộc biển sâu tôi thấy lần trước. Chưa từng thấy tổ chức biểu bì thế này. Cậu kiếm đâu ra đấy? Tôi phát hiện chỗ bãi cỏ dưới tòa nhà. Trước đó nước ngoài từng phát hiện một loài sinh vật quần cư biển sâu. Với lại chúng cũng có thể tự nhân bản sinh sản vô tính. Sao cậu biết tú vậy? Thế này đi, mình kiểm tra năng lông phôi bì trong bụng đó. Tại sao ạ? Nếu như nó thật sự là loài sinh vật biến dị sống, thì mình có thể triển khai nghiên cứu khoa học. Chúng ta nên cẩn thận thì hơn chứ nhỉ? Coi lá gan của cậu kìa, Seda. Mau nhìn kìa. Sao nó động đậy vậy? Nó đang làm gì? Nước làm nó sống lại. Vậy sao?
Hình như nó đang to lên. Tổ chức biểu bì của nó gặp nước, đã xảy ra biến đổi. Thầy làm gì thế? Tôi kiểm tra thử. Đây, trong thời gian ngắn thế mà phân chia thẳng luôn. Thầy không sao chứ ạ? Có sao không bạn? Không sao. Thầy ơi, mình đi xử lý đi. Đi. Đúng đó thầy à, mình đi chuẩn bị nhé. Thí nghiệm đưa cái tế bào động vật, rồi quan sát vài ngày. Dạ. Anh Cường, vừa tan học mà sao đã mày mò mấy thứ này, trông tởm quá. Cậu hiểu cái con khỉ? Tôi đang nghiên cứu giống loài mới. Phải rồi, kể anh nghe chuyện này. Nãy tôi đi WC thì nghe thấy tiếng lạ ở phòng bên. Có tận hai người trong đó. Tiếng kêu rất rợn người. Với lại tôi thấy phục vụ nam kia nhìn tôi với ánh mắt rất đáng sợ. Nghĩ gì đó? Sợ quái vật xúc tu tìm cậu hả? Đâu, ý tôi là cái tiếng đó hơi khiếp thật. Hơn nữa, tôi cảm thấy lần này mình tới nơi này cứ có cảm giác u ám sao đó, không nói rõ được. Thấy chỗ nào cũng lạ lùng. Cậu mới lạ đó. Xảy ra chuyện gì? Nãy má Thường, đêm qua má Thường mộng du, sáng nay còn than với tôi. Đêm qua nốc thuốc quá liều, tác dụng phụ hơi quá. Ban nãy lại thẫn thờ đi tới phòng các cậu, làm Vũ Phi sợ mất mật. Vậy anh cầm gì thế? Danh sách má Thường giữ. Không dễ gì. Lúc này rồi còn nhớ tới công việc. Đúng rồi, bạn Lý Vũ Phi, có cần gì thì cứ bảo tôi. Mình đi trước thôi.
Lý Phủ Phi. Lý Phủ Phi đâu? Tối qua cậu ta còn đây mà. Trương Hướng Dương, cậu đừng che giấu cho anh ấy nữa. Tối qua tôi gọi anh ấy cả đêm mà anh ấy không nghe máy. Kết quả sáng nay bạn học nói với tôi, tối qua anh ấy ở với quản lý Lisa bên hồ bơi. Mở lên, mặc vào, theo tôi. Đi, đi đâu? Cậu nghĩ sao? Mở lên. Sao vứt bình nước bừa bãi thế? Sao cậu tìm người mà tới đây? Tìm chứng cứ. Lý Phủ Phi vung tiền dữ lắm. Đừng có để tôi lục ra gì. Cậu lục lọi thế không hay đâu. Tona, gì chứ? Tại sao Lý Phủ Phi đối xử với cậu như vậy mà cậu vẫn hẹn hò với cậu ta? Cậu thích cậu ta thật sao? Một là cậu tìm với tôi, hai là ngậm miệng. Cậu chưa trả lời tôi nữa. Cậu thích cậu ta thật sao? Mắc mớ gì cậu hả? Tôi chỉ thấy Lý Vũ Phi không xứng với cậu. Điều này là thật. Trương Hướng Dương, sao cậu quan tâm tôi thế? Không lẽ cậu thích tôi hả? Tôi sao bất cẩn thế? Có người tới. Chúng ta phải chú ý ẩn mình, chọn ký chủ có kế hoạch. Như vậy chúng ta mới sinh tồn được. Má Thường chết rồi. Tại sao? Cơ thể bà ấy đã quá già. Giờ bà ấy ở đâu? Ở đây cả à? Tôi tới hỏi thăm về má Thường. Giờ bà ấy sao rồi? Tôi cho anh biết ngay đây. Cô, các cậu làm gì thế? Mình phải làm sao đi? Lý Vũ Phi, sao anh ở đây? Bọn em tìm anh cả ngày trời. Cậu không sao chứ? Anh sao vậy? Anh nói gì đi. Anh tối qua anh mất ngủ, nhìn thấy một cái bóng còn phát ra tiếng kỳ lạ. Anh đi theo tiếng đó tới bên hồ bơi thì thấy một cánh tay trôi trong hồ, bơi như cá. Vả lại tôi nhận ra cánh tay đó. Tay ai? Hà Kỳ. Trên tay có vết sẹo, hệt như sẹo của Hà Kỳ. Mình báo cảnh sát đi. Được, thử rồi. Không có sóng, không kết nối được wifi luôn. Hay thế này,
mình đi xác nhận tình hình nam nữ sinh đã. Cậu đi xem nữ sinh thế nào? Tôi đi xem tình hình nam sinh. Lý Vũ Phi, cậu ra hội trường chờ bọn tôi. Đi. Đi đi đi. Cậu làm gì đó? Tôi nói hai người nghe chuyện này. Tôi và Trương Hướng Dương tìm thấy Mã Thượng trong văn phòng của quản lý Lisa. Quái vật xúc tu là có thật. Gì cơ? Tối qua Lý Vũ Phi cũng gặp chuyện lạ. Anh ấy thấy bóng quái vật xúc tu. Phải lại, anh ấy còn thấy cánh tay đứt lìa của Hà Kỳ trong hồ bơi. Chắc Hà Kỳ cũng đã gặp chuyện. Vậy Lý Vũ Phi không sao chứ? Đã lúc nào rồi? Hai người mau chuẩn bị đi, chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây. Cậu đừng cuống, không sao đâu. Nếu hai người tin tôi thì tập hợp ở hội trường khi trời tối, chúng ta cùng chạy trốn. Cậu đi không? Tôi muốn đi xem thử Lý Vũ Phi đã. Tại sao hai người đều thích cậu ta? Vì Lý Vũ Phi từng giúp tôi. Cậu ấy đâu? Có sao không? Cậu ta không sao. Lát chúng ta tập hợp ở hội trường. Cậu vừa mới đi đâu? Tôi đi tìm Lý Dũng Cường. Cậu ấy không ở trong phòng. Phải rồi. Trần Linh đâu? Nghe nói cậu rất giỏi làm tiêu bản động vật. Làm hết hồn. Sao cậu biết tôi ở đây? Tôi đoán. Cậu tìm tôi có chuyện gì à? Suna nói dạo này Sơn Trang xảy ra vài chuyện lạ, bảo tôi tới hỏi cậu có muốn đi cùng không. Chuyện lạ gì? Cậu làm tiêu bản động vật có bí quyết gì không? Đoán đi. Công thức đặc biệt. Chẳng hạn như cái này không được cầm bậy nhé. Cái này đúng là đặc biệt. Cơ mà không thể bật mí. Thế này thì sao? Cái này thật ra cũng không có gì đặc biệt, do tỷ lệ công thức thôi. Cậu xem, đây đã là thành phẩm. Tôi cũng không thấy có gì đặc biệt. Tôi nghĩ cậu khá đặc biệt. Tuna, làm giật mình. Họ đâu? Sao chỉ có mình em? Nữ sinh không ai tin em hết. Bên nam sinh thì sao? Sao giờ mọi người mới tới? Chỗ này đáng sợ quá, mình mau đi thôi. Đợi lát, giờ mình chưa đi được. Tại sao? Còn nhớ cái xúc tu nhỏ tôi nhặt được không? Xúc tu làm sao? Tôi nghĩ nó là manh mối duy nhất hiện giờ. Mọi việc lạ lùng ở đây đều liên quan đến nó. Đi đâu tìm? Chắc phải ở phòng thí nghiệm. Đi thôi.
Đi thôi. Đi, đi, đi. Không sao. Đi được rồi. Đi, 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 đi. Theo sát. Mau. Đi nào. Đi. Sao mất rồi? Số cuộc là sao thế này? Tôi nhớ ra rồi. Cậu đừng giật đùng đùng lên vậy. Nửa đêm nữa hơn. Mấy người lắm là lắm nét ở đây làm gì? Chúng tôi nghi ngờ cái xúc tu nhỏ gây ra vụ quái vật xúc tu. Không thể nào. Phản khoa học quá. Cậu nhớ bộ dạng má thường không? Như bị hút khô vậy. Bà ấy còn bị giấu trong văn phòng của quản lý Lisa. Hầu như mọi người đều đang tiếp cận nguồn nước. Cái xúc tu nhỏ cũng biến mất rồi. Chúng ta rời khỏi đây trước đi. 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 Muộn vậy rồi. Chưa ngủ nữa à? Thưa thầy, Trường Hướng Dương bảo cô ấy thấy quái vật xúc tu. Vậy sao? Thầy ơi, sao xúc tu nhỏ biến mất rồi? Đem đi rồi. Đem đi đâu ạ? Xin lỗi thầy, bọn em gây phiền hà cho thầy rồi. Đi đâu vậy? Lý Phụ Phi. Trường Hướng Dương. Chắc thầy ấy đã bị ký sinh. Thứ này chỉ cần ký sinh vào cơ thể người thì sẽ khống chế ký chủ. Cho khúc nước giết được chúng. Tại sao cho khúc nước có tác dụng với chúng? Vì cơ thể chúng đa phần là nước. Chúng muốn lấy cơ thể của chúng ta làm vật chứa. Nếu không có nước, nó sẽ chết. Chắc má thường đã quá già mới không đưa nổi con quái vật đó nữa. Vậy còn bây giờ mình tính sao đây? Giờ cái này là hy vọng để chúng ta chạy thoát. Đem theo. Đi. Đi thôi. Đi thôi. Đi. Mau, mau. Mau. Nào. Nào, đây. Đi. Chúng ta đi sao đây? Chỗ tôi có xe. Đi. Hết xăng rồi. Tôi nhớ phía trước hình như có cây xăng. Đổ đây. Được. Anh có điện thoại không? Có. Ở trong. Được. Cần qua xem không? Được. Mau lên.
Xem ra không chỉ chỗ chúng ta, mà người suốt dọc đường đều bị ký sinh. Xúc tu, bạch tuộc, con người bị chi phối. Lẽ nào như trong tiểu thuyết, chúng muốn điều khiển loài người, đó gì có ích được không? Giờ mình phải làm sao? Về mặt lý thuyết, chúng gắn kết với nhau, chúng ký sinh lên con người. Chỉ khi vai chính diệt con mẹ to nhất mới giải cứu được loài người. Tiêu diệt con mẹ, vậy những người bị ký sinh họ có chết không? Không, họ sẽ trở lại thành người. Có điều trước khi tiêu diệt con mẹ, chúng sẽ cộng sinh với ký chủ. Tôi không nghe nổi nữa. Giờ mình không lo chạy cho mau, còn ở đây thảo luận gì nữa? Chúng ta chạy đi đâu được? Người suốt dọc đường đều đã bị ký sinh. Thứ đó còn do tôi đem tới phòng thí nghiệm, có trách nhiệm của tôi. Hà Kỳ và các bạn đều đã bị ký sinh, chúng ta không thể chạy. Chúng ta phải vùng dậy, chúng ta phải tìm ra con mẹ. Đùa gì thế? Giờ ai bị ký sinh mình cũng không biết nữa. Là không chừng trong số chúng ta đã có người bị ký sinh. Cậu ấy nói đúng. Sao tôi biết cậu là Trương Hướng Dương? Cậu muốn chúng tôi gây về đến vậy? Có phải cậu đã? Phải làm sao mình xác định được trong số chúng ta ai bị ký sinh? Trong họ kiểu đờ đẫn, không thì mặt nẫn nụ cười quái gì. Hỏi sao mấy hôm nay anh vui thế? Em thấy anh sớm đã bị quản lý Lisa ký sinh rồi nhỉ? Em điên à? Ghen tuông gì đó, anh mới điên. Mấy ngày nay anh vui vẻ lắm mà. Tôi nghĩ chúng có phương thức cảm ứng giao lưu đặc biệt, chỉ phán đoán bằng vẻ ngoài là vô ích. Chúng ta nên tin tưởng nhau. Tin cậu sao? Kẻ lập dị lắm lời, chả thèm nói với cậu. Đừng tưởng tôi không biết, ngày nào cậu cũng nhìn trộm nếp của Phi, lén là lén lút làm gì thế hả? Cậu không biết anh ấy là bạn trai của tôi à? Tôi na cậu cả nghĩ rồi, mình là bạn học mà. Tôi đừng cãi nữa. Cứ cãi qua cãi lại thế có ý nghĩa gì không? Không được nữa thì mình thử luôn đi. Thử sao? Hướng Dương, cậu trước. Tới cậu. Nào, Dương Táp, tôi không sao là cái chắc. Tôi không muốn độ tứ tởm lợm đó lên người mình đâu. Đã lúc nào rồi, mới lẹ lên. Nào, Tuna, bảo cô ta thử trước đi. Tôi không được, da tôi nhạy cảm, dị ứng với chất hóa học. Giờ là sợ hiện hình à? Hai người thử một lượt đi. Tuna, Tuna, Tuna. Mau, mau đuổi theo đi. Mình phải cứu cậu ấy chứ. Thuốc thử bị hủy hơn nữa rồi. Cứu sao? Chẳng phải nói tìm ra con mẹ là cứu được mọi người sao? Cậu điên hả? Phần lớn người trên núi đã bị ký sinh. Tìm thế nào? Cứu làm sao? Chẳng lẽ mình bỏ mặc họ không lo à? Lúc đầu mình học y, chẳng phải vì sau khi tốt nghiệp sẽ là một bác sĩ xuất sắc ư? Chẳng phải vì để giúp bệnh nhân cứu lấy họ lúc họ cần mình nhất sao? Lý Vũ Phi, Lý Vũ Phi, tôi nào quan tâm cậu như vậy? Cậu đành lòng thấy chết không cứu à? Giờ đến cả bạn học bạn bè chúng ta còn không cứu nổi thì có xứng làm bác sĩ không? Chúng ta có làm đúng với tâm nguyện ban đầu khi đi học không? Được, cậu nói xem cứu thế nào. Tôi nghĩ có một tia hy vọng thì cũng là hy vọng. Tôi tin con mẹ có tồn tại. Làm sao xác định? Theo siêu đáng lúc nãy, chắc chắn chúng có cảm ứng với con mẹ. Giờ mình đi tìm Tuna.
của cậu này. Lý Vũ Phi, họ làm sao thế? Không biết. Mau, 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 đi. Mọi người tới hội trường trước, tôi đi xem thử, tôi đi với cậu. Đi thôi, cẩn thận. Là Lisa phải không? Tôi nghĩ vậy. Lúc trước cô ta dữ lắm, lần này là cực nhiệt tình. Cứ theo đà này, người ở đây sẽ tôi hết. Chạy. Bên kia có rất nhiều người, với cả nhiều người trong trấn. Bảo sao không thấy các người? Thì ra các người trốn ở đây. Bên ngoài đang tổ chức tiệc tối, đông vui lắm. Dự cùng không? Vũ Phi, đi thôi. Cô muốn làm gì? Sao vậy? Mau, Trường Hướng Dương, đưa tôi thuốc thử. Được. Đừng có đổ hết chứ. Bao nhiêu là người? Nếu bị ký sinh cùng lúc, thật không dám nghĩ. Mong rằng con mình vừa giết là con mẹ. Tôi dám chắc Lisa là con mẹ.
Hướng Dương, cậu không đi xem thử người bên ngoài bình thường là chưa? Sao cậu không đi? Phải đi. Quay tới ai người đó đi. Được. Đừng ai hối hận. Tôi đi. Sao tôi thấy để một cô gái đi không hay cho lắm. Chuyện này để con trai làm đi. Cậu chắc chứ? Đưa tôi thuốc thử. Nếu Lisa không phải con mẹ thì sao? Vậy thì nghe ý rồi. Mình không muốn nuối tiếc gì. Cậu phải sống sót trở về. Haki, thôi Toàn, về chưa? Không biết nữa, không thấy gì hết. Mở cửa. Đừng mở. Khoan. Không được mở. Xác nhận xem cậu ấy có bị ký sinh không đã. Tôi không có. Con mẹ chắc là Hà Kiền. Cậu ta đuổi tới rồi. Lý Vũ Vi, thuốc thử của cậu đâu? Bị Hà Kỳ lấy rồi. Mọi người mở cửa cho tôi đi. Cậu ta sắp đuổi tới rồi. Không được mở. Thuốc thử của chúng ta chỉ còn một ống. Mau mở cửa cho tôi. Tôi không muốn chết ngoài này đâu. Mở cửa cho tôi, Lý Vũ Vi. Cậu chịu thử thì tôi mở cửa cho. Được. Chỉ cần cậu mở cửa, tôi sẽ vào thử ngay. Không được, chỉ được ở ngoài. Được. Dương Pháp, mở cửa đi. Tôi sẽ luôn ở bên cậu. Không phải cậu luôn hướng về tự do sao? Giờ tôi cảm nhận được rồi. Tôi chính là tự do. Thế giới này không có dối lừa, không có kỳ thị. Không phải cậu thấy cô độc sao? Mở cửa đi. Mở cửa là cậu hết cô độc. Mở cửa đi.
Chắc chắn là Hà Kỳ lây cho Lý Vũ Phi. Có khi nào cậu ấy là con mẹ? Không thể nào. Tôi lớn lên cùng cậu ấy. Nếu là cậu ấy, tôi đã nhận ra lâu rồi. Tôi cũng thấy không phải là Hà Kỳ. Chắc cậu ấy phát hiện ra gì đó nên mới bị ký sinh. Tôi phải đi tìm Hà Kỳ. Tìm được cậu ấy là biết thôi. Cậu đi một mình sao? Chúng đông thế cơ mà. Với lại hết thuốc thử rồi. Còn cách cuối cùng. Còn cách Trường Hướng Dương, cậu phải giúp tôi giữ chúng đi. Tôi cần thời gian. Trường Hướng Dương, Tuna, cậu định đi đâu? Sao cậu không nói gì? Mình biết cậu thiệt thòi rất nhiều. Tin mình, đưa tay cho mình. Mình có thể giúp cậu được mọi người yêu mến, gồm cả mình. Qua đây đi. Cậu không thích mình nữa sao? Mình thích cậu. Mình vẫn luôn thích cậu. Dù cậu yêu người khác thì mình vẫn thích cậu. Nhưng mình thích phiên bản thật của cậu hơn cơ. Tin mình, mình sẽ cứu cậu. Đừng vùng vẫy nữa, vô ích thôi. Dù anh có làm nhiều hơn nữa thì sao chứ? Chưa đến cuối cùng, đừng vội kết luận. Anh Cường, anh thông minh thế, không lẽ định như thế cả đời sao? Thứ người đời muốn quá nông cạn, nhưng chúng tôi thì khác. Chúng tôi không chịu ràng buộc. Được, vậy chúng ta xem thử không chịu ràng buộc được cỡ nào. Giết tôi đi. Hà Kỳ chết lâu rồi. Hà Kỳ bây giờ chỉ là con quái vật bị ký sinh. Hà Kỳ, Hà Kỳ, cậu gắng lên, cậu gắng lên. Chỉ cần giết con mẹ là cậu sẽ ổn thôi. Hà Kỳ, tiêu diệt bọn ta là chuyện không thể. Dù trở lại hiện thực thì đã sao? Trong mắt người đời, tôi cũng chỉ là con quái vật tự cao tự đại. Đi cùng bọn ta không cần lo gì nữa. Cậu không phải quái vật. Cậu sinh ra đã thế, vốn đã đặc biệt sẵn rồi. Sao cứ phải để ý cái nhìn của người khác? Hà Kỳ, cậu gắng lên, cậu gắng lên. Chỉ cần mình giết con mẹ là cậu sẽ ổn thôi. Cậu sẽ ổn ngay thôi. Hà Kỳ, cảm ơn anh. Hà Kỳ, Hà Kỳ, Hà Kỳ, Hà Kỳ, Hà Kỳ, sao cậu mê chuyện thần thoại đến thế?
trong thế giới đó. Tôi mới tìm được sự đồng cảm. Biết đâu thế giới của chúng rất đẹp thì sao? Không phải lo nghĩ nhiều, cũng không cần ngụy trang, có thể sống vô tư lự, không như thế giới con người ích kỷ tư lợi. Bất kể thế giới lạnh lẽo đến mấy thì cũng sẽ có người liều mình vì cậu. Hy vọng là ảo tưởng mà những con người yếu ớt tạo ra cho mình. Kiên cường là biểu hiện che đậy sự hèn nhát. Mọi thứ đều là giả. Cậu cam tâm sống cả đời thế sao? Ngày nào cậu cũng nhìn trộm Lý Vũ Phi, đến lại lén lút làm gì thế hả? Cậu không biết anh ấy là bạn trai tôi à? Nếu ai cũng chấp nhận cậu, cho dù có sống với hình dạng quái vật thì đã sao? Vẫn tưởng có thể lặng lẽ trưởng thành trong thế giới loài người, nhưng các cậu làm ta quá thất vọng. Ngụy trang bộ dạng con người thật sự quá vất vả. Trường Linh, Dương Táp, đi mau. Mời đi tìm Lý Dũng Cường. Còn bỏ chạy đi. Là tôi. Cẩn thận, cậu ta bị ký sinh rồi. Không phải, là cậu ta tấn công tôi. Cậu ta đang nói dối, cậu ta muốn mê hoặc cậu. Lý Dũng Cường, nghĩ kỹ lại xem, sau khi cậu ta tới, mọi người đều gặp chuyện. Cậu còn nhớ lúc Lý Vũ Phi đi không? Đồ khôn của Dương Táp, đã bao giờ cậu ta chủ động thế? Không đúng. Lần trước cậu tới phòng thí nghiệm tìm tôi là tôi đã thấy ngờ ngợ. Lẽ nào cậu muốn hỏi tôi chuyện thuốc thử? Nhưng rõ ràng cậu đã thử thuốc. Đôi khi những gì mình thấy chưa chắc đã là thật. Chẳng phải cậu thích tôi ư? Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu. Mau đi! Ở đây, đi.
Lý Dũng Cường, Lý Dũng Cường. Dũng Cường, tỉnh lại đi. Dũng Cường, tỉnh lại đi. Đừng ngáp nữa, mau ra đây đi. Bi chạy không thoát đâu. Đừng vùng vẫy vô ích nữa. Thế giới loài người đầy trại cảnh cá lớn nuốt cá bé, sợ hãi, ngờ vực. Còn thế giới của bọn ta là cộng sinh liên kết. Thậm chí bọn ta có thể giữ tuổi mạng sinh thọ. Mi sẽ không còn cô độc và tự ti nữa. Gia nhập bọn ta có thể cho Mi nhiều hơn cả những gì Mi muốn. Phải, tôi ghét cô độc. Tôi cũng ghét cái con người tự ti này. Nhưng dù có thế, tôi cũng phải sống thật chân thật. Một, hai, ba. Thank you.
Giờ anh thấy sao? Giờ tôi không sợ nữa. Vì chúng tôi đã giết con quái vật đó. Đó là nỗi sợ trong lòng anh. Anh đã chiến thắng nó.